Vâng, đây rồi, như vậy là tôi đổi lại cái cam để chúng ta có thể nhìn thấy màn hình máy cũng như là thao tác của bộ tứ bên phía Trung Quốc. Tôi sẽ nháy lên một chút để cho anh em có thể được nhìn rõ hơn. Và chúng ta đang được thấy trên màn hình đó là vâng cam thủ Tiểu Thủy Ngư, Xiang Long, áo trắng là Lôi Lão Hổ, áo đen là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của game thủ Tiểu Thủy Ngư và game thủ Gió. Và chúng ta sẽ cùng đến với màn hình của game thủ Tiểu Thủy Ngư ở nội dung solo random. Và chúng ta sẽ được xem một trong những cái thao tác đánh random của một trong những con hàng có thể nói là rất được kỳ vọng ở cái nội dung cùng giờ của giải đấu lần này đối với lại đoàn AVE Trung Quốc. Vâng, Tiểu Thủy Ngư là người cầm pơ, còn trong khi đó Gió là người cầm baby. Tôi chưa thấy đại sứ thương hiệu của các thủ bên phía Trung Quốc đâu. Vâng, hay là vâng cam thủ Trung Quốc thì cũng toàn là tượng thì tôi không biết nữa. Khả năng cao là tôi đánh giá là Long chưa chắc đã tượng nhiều anh đâu. Nhưng chẳng qua là Long chưa có đại sứ ngồi sau đâu. Nhiều cái khoảng cách ngôn ngữ thì tôi nghĩ rằng nó cũng làm cho Long và các đại sứ nó cũng cảm giác là có một cái khoảng cách nó xóa nhòa đấy. Một bài câu voi đến từ cái thủ Tiểu Thủy Ngư về với nhà chính. Thao tác của Ngư thì nói chung là khá là mắc. Tôi đánh giá rằng Ngư Long đánh ọp vẫn hay hơn Tiến Như Vũ và Đổ Thánh khá nhiều. Bản lĩnh đánh ọp của Ngư và Long vẫn được đánh giá là ở một cái vị trí là ở cái đẳng cấp nó khác hơn so với lại Vũ và Đổ Thánh. Trong những cái giải đấu đánh ọp trước đây tôi cũng đã thấy rồi, chứ không riêng gì giải đấu này. Vào đánh ọp ở trong giải đấu cái là nó sẽ khác ngay thôi. Cái tâm lý nó khá là quan trọng. Một bài pơ đến từ game thủ. Ôi tôi vâng, Tiểu Thủy Ngư ép đời này chết rồi. Con voi đầu Tiểu Thủy Ngư phải ép mắc hơn thì cầm con pơ ép nó mới rát được. Vâng, đấy, phải ép nó phải mắc dân hơn. Đóng BS để có thể ăn gỗ và ăn luôn một bầy hiêu nữa dành cho thủ Tiểu Thủy Ngư. Vâng, đang là một tình huống cơ cấu khá là chuẩn chỉ. Ô, đóng e đi anh ơi. Đóng e đi, đóng e đi nào. Vâng, quên đóng e đến từ bài của thủ Tiểu Thủy Ngư rồi. Đánh Xiang và AC thì không có những tình huống ép đời lỗi, nhưng đánh gian đầm lại là một câu chuyện khác, thực sự luôn đấy. Xiang Long anh em có thể chuyển qua kênh YouTube Thiên Khôi Esports nhá anh em nhá. Bình luận viên GV đang là người bình luận kênh của Xiang Long. Và vòng thi đấu này là vòng thi đấu thứ hai của buổi tối ngày hôm nay ở nội dung gian đầm thì một kênh sẽ quay BB, một kênh quay Hồng Anh, một kênh quay Tiểu Thủy Ngư và một kênh quay Xiang Long. Xin thông báo lại để cho anh em có thể biết trên 4 kênh sóng của ban tổ chức, đó là đơn vị Thiên Khôi, tập đoàn bất động sản Thiên Khôi, đơn vị tổ chức giải đấu này trên 4 kênh. Anh em có thể xem tùy chọn các game thủ mình yêu thích để có thể xem nhá. Một bài mà game thủ Tiểu Thủy Ngư ép bao nhiêu đây? 24 dân, 25 dân. Như vậy là đánh đúng 25 dân. Tôi nghĩ là kích cuối 7. Đối thủ của Ngư là Gió, một game thủ trẻ của Thiên Khôi. Chắc có lẽ là cũng không ai còn lạ lẫm gì với Gió nữa. Một game thủ còn đang là khá trẻ. Nhưng mà đen là em Gió, em lại đang có vợ mất rồi. Một bài đúng thực sự Persian toàn hiêu và voi thôi. Như vậy là thêm một cái BS nữa. Ông Anh thì đánh ở Thiên Khôi Esports Facebook anh em nhé. Long thì đánh ở Thiên Khôi Esports YouTube. Chỉ có 4 kênh thôi và anh em hãy follow cả 4 kênh để có thể theo dõi được. Mở lên là có thể xem được là kênh nào quay phát game thủ nào. Đấy. Gần như là game thủ ông Anh sẽ chiếm sóng ở kênh Thiên Khôi Esports Facebook rồi. Ngoài ra thì những lúc game thủ ông Anh không thi đấu thì tôi nghĩ là sẽ là vâng chèn các game thủ khác vào. Không có gì quá đặc biệt dành cho Ngư với cái bài Persian này. Vâng, đây là BL và BM sẽ đóng cạnh BS để có thể cơ cấu được bãi gỗ. Một bài mà Ngư sẽ kích rơi đâu đó vào tầm khoảng là 10-20 hoặc là ngoài 10-20 một chút. Vâng, 10-20 mấy đây, 10-24. Vâng, một lối đánh rất quen tay khi mà game thủ Tiểu Thủy Ngư lên đời xong xóa ruộng luôn. Một lối đánh rất cung giò đấy. Không ăn vàng anh.
Vâng, bắt đầu cắt ra lần vàng đi. KBS thì hơi chối. Ây da, vâng, một tình huống nâng đào vàng như vậy là liệu rằng có khả năng là xóa cung A và chuyển, à xin lỗi, là xóa ruộng chuyển cung A không? Chúng ta hãy cùng chờ xem là tiểu ngư chọc giò nó có sát thương hay không. Công giáp. Vâng, phía bên trên còn đang còn những sắc voi. Nói chung đây là một bài bơ chỉ ăn hiêu voi thôi. Bãi vàng thực sự là hơi xấu. Vâng, có lẽ là tiểu tử ngư nên cơ cấu thêm cái BS để ăn vàng cho lịch sự. Như vậy là gặp nhà cũng thủ màu hai gió rồi. Kết hợp ăn hoang và kết hợp ui, chỗ này là 2, 4, 5 con voi. Bên kia là baby. Như vậy là đã bắt đầu có những tình huống bo nhỏ. Liệu đây có phải là một bài mà game thủ, vâng, như vậy là ngư đang có những tình huống bò mế rất nhanh tay. Có phải là một bài mà ngư sẽ chuyển A sớm không? Vâng, thủ phù. Đối đầu với baby tôi nghĩ là vâng, game thủ tiểu chỉ ngư đang đánh một cái bài khá là chắc tay. Nhưng nếu làm tốt hơn thì ngư có thể chuyển A. Ui dồi ôi, thực sự luôn đánh cùng giờ thì anh ngư anh đánh được đấy. Nhưng mà vâng, chọc con giò tôi đang nhìn cảm giác là hơi tò mò. Đang hơi tù mù đến từ cái thủ tiểu chỉ ngư. Ăn là một dân thôi, con giò công giáp đầy đủ chỉ ăn nhõi được một dân của đối phương. Vâng, lạc đà chuẩn bị lao đến chốt đầu ruộng vào nào. Vâng, con giò đối phương đã bắt đầu chọc đến và ngư sẽ chết bốn dân. Ui, chết dở. Chết dở, ông anh đập giò này chết rồi. Vâng, chuyển A ngay, phải chuyển A sớm. Bài này cắm phù ở trong nhà chuyển A sớm. Để ý có lạc đà kia bãi vàng một chút. Và đang chém được dân của ông thủ màu 2, game thủ gió. Chuyển A sớm bài này là hợp lý rồi. Khi mà ngư phải tích được đâu đó tầm khoảng 8 cái ruộng. Nâng đào vàng rồi, mình có thể đánh một T đều. Và sau đó là vàng vẫn có thể đủ để có thể cơ cấu sóc cung A. Xiang Long anh em có thể xem ở kênh Thiên Khôi Esports YouTube anh em nhá. Còn cái thủ anh đó là vâng Thiên Khôi Esports ở trên Facebook. Tên hai kênh giống nhau nhưng mà một kênh là ở YouTube còn một kênh là ở Facebook. Thì anh em cố gắng là để ý giúp tôi cái. Anh em nào thích xem tiểu tử cư thì xem ở kênh này. Còn anh em nào mà muốn xem game thủ BB thì anh em có thể sang Thiên Khôi AOE YouTube thì phải. Vâng, chuẩn rồi. Nâng cung A hai áo dành cho game thủ tiểu tử cư. Vâng, ngư đánh cũng đang có một cái gì đấy rất là ý đồ về cái việc đó là tính toán chuẩn chỉ về cái việc là bài đánh, cách đánh. Vâng, có tình huống vậy để vâng, có tình huống phù con giò đối phương và như vậy là baby đã dí được sọc xuống. Baby đã có tình huống dí sọc. Con sọc giấy này thì cũng không thơm lắm đâu, con sọc giấy này thì cũng bình thường thôi. Vâng, nó cũng sẽ nằm xuống ngay thôi và như vậy là đối phương đang đổi bài công phù baby dành cho game thủ 2K1, à xin lỗi 2K2 gió. Ngay lập tức hai con phù con thủ gió nằm xuống. Lên được cung ai áo thì cửa dành cho thủ tiểu như là có trong trận thi đấu này. Khi mà đối phương đánh cái bài đánh chém thủ phù ở thời điểm đầu, nhà gió chả có gì cả đâu chứ. Nhà gió là tương đối rách. Rách lắm. Ôi giời. Cứ đang léo phù chân lực, không vướng gì cả. Đẩy nhà mình một tí. Khi mà đối phương chẳng may có một hai đơn vị quân vào móc máy, đó là những con sọc vào kinh dân của cô. Vâng, như vậy là ăn ngay một lạc đà của game thủ tiểu tử ngư rồi. Nhưng tầm này tiểu tử ngư đã là cung A hai áo. Thêm ruộng đi, tầm này có lẽ là anh cần phải thêm ruộng. Vâng, rất ăn chơi. Một tay chơi khét tiếng. Nhà thì bán vải nhưng mà lại đi đánh đế chế. Đập luôn cái BG để ra thêm ruộng nữa đến từ tiểu tử ngư. Vâng, bắt đầu đối phương tôi nghĩ là sẽ có vâng, đưa vào cái tình huống là hỗn mã đấy. Để chơi với lại cung A của game thủ tiểu tử ngư. Nó sẽ là vâng cung giờ kẹp với lại sọc giấy. Nhưng mà bài này ngư đánh chủ động ngay từ thời điểm đầu. Khi mà ngư muốn chuyển A ngay từ thời điểm đầu rồi. Và bài ngư là có ruộng. Vâng, bắt đầu có những tình huống cơ cấu về công nghệ. Cung A thì là tương đối rẻ. Vâng, đối phương bây giờ tầm này phù sẽ là phế. Tầm hơn 10 con cung A thì phù sẽ là phế. Mặc dù ngư điều đang thực sự là không quá tốt. Nhưng số lượng cung A thì là vâng nhiều hơn phù rất nhiều. Đang bắt đầu có một tình huống công lên và đẩy gió ngược về phía đằng sau. Khi mà một tình huống mà công cả phù và cả cung. Bên đó mà là cung giờ mà kẹp với lại sọc là cũng, nếu mà quân nó đông là cũng hơi mệt đấy. Ngư đang khá là tự tin trong tình huống này. Liệu có ăn được không? Đang đâm thẳng và lao thẳng luôn vào nhà của thủ bầu 2.
Vâng, đang đánh nội dung random nhá anh em nhá. Anh em có thể nhìn quân, anh em có thể nhìn bảng quân để biết. Như vậy là game thủ Thiên Khôi Gió gõ 1 và tỷ số ngay lập tức là 1-0 dành cho game thủ Tiểu Thủy Ngư. Ngư đánh cũng không đến nỗi quá tệ. Vâng, trận này Ngư đánh cũng khá là chuẩn. Sơ sót một chút dành cho Tiểu Thủy Ngư là trận này Ngư đỡ con giò nó không thực sự là quá khéo. Còn lại thì cái việc cách đánh và chuyển bài thì tôi nghĩ là Ngư làm khá là tốt. Cũng có thể nói là vâng, tiêu đối chuẩn đấy các bạn. Chết. Sao nó lại có 2 tiếng game này? Vâng, em Huyền này không bao giờ khép được miệng lại sao ấy. Lúc nào thấy hỡn hở thế à rồi. Quay quân chưa nhở? Vâng, chưa quay quân. Không thích khép miệng bao giờ anh em ạ, lúc nào cũng cười. Bây giờ nhìn mặt ông Seng Long thực sự xấu dài thật luôn đấy. Gió và Tiểu Thủy Ngư quân là gì đây? Bảo bao nhiêu nhở? 82 lại bảo 20 cho son à? Bảo Ngư là người cầm cho son, gió là pơ à? Ui giời ơi, đánh được đấy. Mercian xấu thì thực sự là cho son vẫn đánh được. Vẫn có một cái cơ hội gì đấy mong manh để có thể hy vọng là một bài pơ xấu. Chứ còn pơ nó đẹp thì cũng hơi chầy dành cho cái bài cho son của Tiểu Thủy Ngư. Nhưng nếu như pơ nó xấu thì hoàn toàn Tiểu Thủy Ngư đánh cái kiểu là công phu được. Như vậy là trận thi đấu thứ hai, bài đã có một voi đứng ngay trước cửa nhà rồi đây. Kèo cho son pơ, như vậy là xong chém. Anh em vào Thiên Khôi Esports YouTube để xem Seng Long anh em nhé. Bên đó thì bình luận viên cờ vơ. Sau lượt này thì mới biết được là các game thủ nào được lọt vào vòng trong, sau đó là sẽ đánh tiếp. Thì mới hiện ra được những cái tên để chúng ta có thể biết là sẽ quay ai. Chứ vòng này chưa kết thúc thì thực sự là cũng chưa thể biết được. Tôi nghĩ là tối ngày hôm nay cũng sẽ đánh đâu đó rơi vào tầm khoảng, chắc là cũng sẽ kết thúc trước tầm khoảng 12 giờ. Còn một bài đang là một bài 3 giờ dành cho game thủ Tiểu Thủy Ngư khá là đẹp về đồ. Những cái bước giò đầu tiên là tương đối lọc rồi. Toạc đi ăn xong không thấy bình luận. Chuẩn rồi, toạc đi ăn xong thì chả thấy đi làm gì cả. Ăn uống thì linh đình, tưng bừng lắm. Đi ăn thì chả thấy thiếu gì cả, đến thì đến sớm. Ăn thì ăn no, ăn nhiều. Mà vẫn chưa thấy đi làm hôm nào. Ê, vâng, hiện tại thì ban tổ chức thuê toạc thì cũng đang là hơi lỗ. Nói chung là cũng có âm một tí, âm tí ở đồ ăn ngày hôm qua là âm. Bài là tương đối ổn áp về đồ ăn đấy, chỉ cần thiếu thêm một đồ nữa thôi thì vâng, Tiểu Thủy Ngư ép được lên đời rồi. Bài hai voi một hiêu thiếu bãi quả nữa thôi. Thứ đang xem. Ồ, chào anh Hồ Đức Tiện. Ồ, vô lý nhỉ, vô lý quá, làm thế nào mà Thứ có thể đang xem được hay vậy? Âm thầm lặng lẽ à? Âm thầm lặng lẽ không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Vâng, có thể nói là như thế. Khả năng cao là có tơn hồn về thật đấy chứ đùa anh.
cần phải có tình huống đi dò thêm đồ nhá, nhưng mà là vẫn chưa thực sự là vâng quá mắc về đồ dành cho bài của Tiểu Thủy Ngư trận này. Ngoại trừ cái việc thời điểm đầu đẹp ra thì bây giờ đang thiếu, thực sự là thiếu đâu đó một bãi quả. Vâng, thiết kế cái BS là nó cũng hơi dở. Thực sự là chặt cây gỗ đi thì nó mắc binh hơn, hoặc là ngư khéo hơn, ngư đóng cái BS nó sẽ là đẹp hơn. Chặt cây gỗ để có thể làm một cái BS nhân đôi. Ok. Vâng, rất may là không chết dần. Vâng, Xiang Long, tôi xin nhắc lại một lần nữa là nhắc lại với anh em rất nhiều lần rồi, Xiang Long đang phát ở trên kênh Thiên Khôi Esports YouTube anh em nhá. Anh em có thể chuyển sang đó để xem Xiang Long nếu như mà vâng anh em hâm mộ game thủ Xiang Long. Vâng, em đã set up cũng như là nói rất nhiều lần rồi. Xin nhắc lại một lần nữa để cho khán giả có thể biết là như thế. Đập lô thôi. Sau con đê này là một bãi quả, còn nếu không thì lên ăn bầy hiêu. Còn gấu thế à, rồi đã bắt đầu ướm những cái tình huống BS các kiểu. Không có gì này. Vâng, bài có thể khung được nhưng lại không có gì. Anh em hãy follow trực tiếp 4 kênh của đơn vị tổ chức giải đấu. 2 kênh YouTube đó là Thiên Khôi AOE, Thiên Khôi Esports trên YouTube, và 2 kênh trên fanpage đó là Thiên Khôi Esports và Thiên Khôi AOE trên Facebook, để có thể theo dõi được tất cả các cặp thi đấu của các game thủ. Nó sẽ có những cái tình huống là xoay vòng, xoay tua để vâng đổi màn hình máy các game thủ đánh trên các kênh. Có lẽ là chỉ có những người như game thủ Manh sẽ được ưu tiên trực tiếp ở trên Thiên Khôi Esports Facebook mà thôi, còn lại các game thủ khác sẽ là xoay vòng. Nên anh em cứ theo dõi hết tất cả 4 kênh để có thể cập nhật cũng như là theo dõi được các game thủ thi đấu nó tốt hơn. Còn anh em hỏi thì chúng tôi vẫn nói thôi, vẫn nói kiểu nói ra giả luôn đấy, nhưng mà có người vào trước, có người vào sau thì cũng không trách anh em được. Cái gì đấy à, rồi gió lên đời kinh thế. Vâng, Persian thì lên thế cũng là bình thường thôi. Nhưng mà bao giờ thì trận này thì cái thủ Tiểu Thủy Ngư mới lên đời. BL. Bài hơi lỏng tay là bắt đầu ép xịt ngay. Vâng, nó khác với cung giờ nhiều lắm các bạn ạ. Đấy, các ông có thể thấy những cái tình huống mà vâng ép đời nó khác với cung giờ ngay. Có info em bên trái không? Em bên trái là em nào nhỉ? Em bên trái là em chính giữa đây à? Đâu? À, không không, tôi lại không có, thế mới chết dở. Em này thì được cái là chả thấy bao giờ khép miệng cả, lúc nào cũng cười. Thấy bảo là Tuân Tiên Hải thì kết em này. Đang bảo hết giải là rủ đi ăn đi ước gì đấy, nhưng mà tôi nghĩ là Tuân thì cũng hơi tịt. Tuân thì được cái có tiền thôi, chứ thực sự nhan sắc thì chả được bao nhiêu. Đang bò rúi rụi đến từ cái thủ Tiểu Thủy Ngư luôn rồi. Và tính toán bò bế là cực kỳ sớm. Ở ngựa giò của gió đã đến. Vâng, rất thích đánh kiểu là nâng đào vàng nhá. Vâng, trận này nâng đào vàng có lẽ là sẽ đánh châu phù. Nhưng vẫn là một bài lên đời muộn thì sẽ là hơi khó. Cái mà bên kia gió là một trong những game thủ Việt Nam đã được chơi random ngay từ những ngày đầu tiên rồi. Và đã được cọ sát khá nhiều với các game thủ top. Nó sẽ có những cái tình huống chém lót, sau đó là ở nhà chuyển cung A. Chắc chắn là con pơ nó sẽ có những cái tình huống chém lót, sau đó là ở nhà chuyển cung A. Và Tiểu Thủy Ngư đang đi giấu phù. Còn hai phù được đập ra đến từ bài thủ Dinh Di. Chỉ là những tình huống chém lót của game thủ mùa 1 thôi. Và game thủ mùa 1 sẽ là người chủ động chuyển A. Tôi nghĩ sẽ là như thế. Và game thủ 1 đang chăn một tơn dân của game thủ Tiểu Thủy Ngư trong tình huống vừa rồi. Bắt đầu có ngựa chém. Tất cả đều là hàng Omo. Không có một cái gì cả. Toàn bộ lực là ngư đang tính toán để làm cái gì. Dù sao nó đánh nhiều phù, ngư cũng lên một tí kích công một chút cho nó lịch sự. Và có chém Omo sang thì chả làm gì được người ta cả, chả đánh được ai. Thực sự là vô hại đấy. Sẽ có tình huống chuyển cung A thôi. Và trận này tôi đánh giá là khó dành cho ngư rồi. Nhiều khả năng tỷ số sẽ là một đều. Anh em nói thế, tuy anh Tuân anh không đẹp trai nhưng mà anh Tuân anh là người có tiền.
cuộc sống người có tiền chưa biết được ai hơn ai cả, nên là em không nên nói thế. Tuân mà không có tiền thì thực sự thì nhìn Tuân thì chán hẳn luôn, mà đen là Tuân lại có tiền, đấy cũng là một điểm mạnh đấy. Chưa mất gì cả. Gió có lẽ ở 6 giờ, tôi nghĩ bài này gió sẽ là một bài ở 6 giờ, khi mà đi dò cũng khá là rộng rồi. Ở nhà sẽ chuyển cung A có phù luôn này. Vâng, như vậy là mất luôn con ngựa chém không công không giáp, cho nó lịch sự, cho lịch sự hẳn. Lịch sự hẳn. Và tiểu thủy ngư lại là người phù đen. Thế có chết tôi không? Phút thứ 19 mà ngư không công được cái gì vào nhà của gió thì coi như là game thủ đối phương đã lên xong cung A hay áo và đứng ở nhà tụ được cung A thì sẽ khó. Lúc đấy sẽ hơi khó cho ngư nhỉ. Xem bi anh em vui lòng chuyển qua Thiên Khôi AOE trên YouTube hộ tôi cái anh em nhé. Xin nhắc lại một lần nữa là anh em chuyển qua Thiên Khôi AOE trên YouTube để có thể xem game thủ BB giúp tôi. Công rất nhiều phù. Có chết dở, anh em phải cập nhật 4 kênh của giải đấu vào để anh em có thể xem liên tục vào. Thực sự là anh em hỏi thì chúng tôi trả lời nó không mất cái gì cả, nhưng mà anh em phải cập nhật vào để có thể xem cho nó kịp thời. Chứ anh em lại cứ đến lúc tầm đánh rồi anh em mới hỏi như thế mới đi tìm kênh thì nó hơi vất vả cho anh em. Phủ chân lực dân của em thủ 1-1 cùng mà nó ra nó bắn lên đít rồi. Vâng, làm được hai dân của em thủ Persian. Thuộc cái gì đấy? Không. Như vậy là rất vui tính đấy từ thủ tiểu thủy ngư. Ăn được hai dân mất bàn phủ. Vâng, vui tính thật đấy. Hỏi những tình huống tôi đã nghi rồi, vâng, đút quả phù sâu quá. Vui tính thật. Nói chung là thế sẽ là khó thì đôi thủ tiểu thủy ngư thôi, nếu như cứ công phù chay thế này với một cái bài cho sốt. Vâng, cho luôn cả con giò con chém luôn cho lịch sự. Tham lai là 34, tiếp tục đang chờ gỗ để có thể đập phù. Ăn thêm bãi vàng nữa vào đánh cho nó tiêu sái, rồi đằng nào thì mình cũng sẽ oẳng thôi, như là mình ăn thêm bãi vàng nữa mày đánh cho nó tiêu sái vào. Vâng, cái gì đấy, một ăn gỗ ở tận trên này á. Ê. Vâng, khá là nhiều phù, đánh không nâng công nghệ cho phù của anh. Vâng, tiếp tục là phù dân của ấm thủ 2K1 ở phía bên trong. 2K1 thì không đi quân ở đây, như vậy là một tình huống đã đi quân lên đến nhà của ấm thủ tiểu đường lưu rồi. Sẽ bay nhà thôi, chắc chắn là sẽ bay nhà. Tầm này có cho son thì chỉ thả cung Nga ở khu vực bãi vàng thôi là đủ chết rồi. Chỉ cần tinh tế thả cung Nga ở bãi vàng thôi, đến từ cái bài của ấm thủ 1-1 gió. Thế là vào game thủ tiểu thủy ngư sẽ nằm hết vẹo, không còn gì nữa cả. Gió chỉ cần tinh tế một chút thôi, thế là được. Và ngư đang phù được khá là nhiều dân chùa phía bên trong. Gió đánh ị ra quần nhở. Vâng, gió đánh trận rất ị ra quần. Và phút thứ 20 ngoài 20 đối phương không làm gì, bài Persian lên đời sớm hơn cả. Vâng, hàng phút. Vô lý. Vâng, quá vô lý. Và như vậy là tiểu thủy ngư đang dí thêm một cái BL vào phía bên trong nhà của gió. Ông gió mà thua trận này thì đúng là buồn cười lắm. Vâng, không đóng được nhà BL. Vâng, nó mà đóng được nhà BL trong đấy nó sóc chiếm ra thì chưa biết lỗi nào mà lần đâu. Và như vậy là sẽ có tình huống về bắt phù của ông thủ tiểu thủy ngư sau cái turn này thôi. Khó, nói chung tham thì vẫn khó dành cho ngư. Và cả tham cả thế thì đương nhiên sẽ là khó dành cho ngư rồi. Gió thua trận này thì thực sự là lỗi là vâng tương đối nhiều mới thua được. Chứ cần lỗi một tí thôi thì tôi nghĩ là cũng không thua được. Liệu rằng tiểu thủy ngư có tay để phù hết không? Có tay để phù hết tình huống này không? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 con phù. 12 con phù của tiểu thủy ngư đang phù được đâu đó tầm khoảng là 5 con cung A. Nhưng mà sẽ phải nằm xuống. Không có cửa, thực sự là không có cửa. Như vậy là tỷ số là 1-1. Vâng, hết trận phát là quay ra zoom cam ngay, không nói nhiều. Ui giời, anh em nhìn mặt xèng lòng. Tài năng nó đi đôi với lại nhan sắc, nhưng mà đây là tài năng nó tỷ lệ nghịch với lại nhan sắc luôn cho nó lịch sự. Nhìn anh Long dễ thương thật đấy.
Đấy, ít ra như ông ngư ấy, xong cái là phải quay ra đá hình tí. Mấy ông Trung Quốc này thì ăn uống kinh lắm, ăn khỏe lắm. Một mình Sang Long chắc phải bằng Hồng Anh ăn, cộng với BB ăn, cộng với Tình Văn ăn. Ba thằng đấy cộng lại tôi cảm giác ăn không khỏe bằng Sang Long. Ba ông game thủ Việt Nam đấy cộng lại tôi nghĩ là ngồi chung mâm với Sang Long ăn thì thực sự là không thể bằng được game thủ Sang Long luôn. Hứa Long ăn khỏe lắm. Nói chung là các em thủ Trung Quốc người ta đánh giải như thế thôi, người ta nước nôi ăn uống, người ta dùng những cái nước hoa quả này kia thứ nó đầy đủ lắm. Không như Việt Nam, nói chung là Việt Nam thì xảy ra cái là hút thuốc. Xảy ra cái là hút thuốc. Đấy. Còn Trung Quốc thì người ta tính toán, người ta ăn uống những cái mà nó ngon với lại những cái mà nó béo, nó ngậy, người ta ăn khỏe lắm. Mấy ông như ông Hồng Anh, với ông Bi, với ông Tình Văn, cái thứ là hở ra sảnh ra cái là vâng làm điếu thuốc đã, trốn trốn làm điếu thuốc. Thế. Năm tám là gì đây anh em? Năm tám là quân gì đây? Cho son à? Ồ, lắm cho son thế, cho son Roman. Yes. Bảo Tiểu Tiểu Ngư là người cầm cho son và Gió là người cầm Roman. Lại cho son à? Ông anh đèn thế. Đèn thế à giời, toàn cho với zoom thôi. We will not tolerate yes. This behavior. Gold, please. Yes. Holmes. Alamaz. Vâng, xin lỗi anh em chuyển qua kênh Thiên Khôi AOE YouTube anh em nhé. Xin nhắc lại một lần nữa cho anh em biết. Như vậy là lại là một trận thi đấu mà game thủ Tiểu Trường Cư là người cầm cho son. Vâng, chạm 4 thôi. Và cái việc mà game thủ Tiểu Trường Cư không gặp phải những cái đối thủ nó gọi là quá cứng, thực sự cứng ở cái nội dung này, thì hoàn toàn là Ngư có thể đi sâu hơn một chút. Ở nội dung AC chiều nay đánh thì chúng ta đã có được những cái cặp bắt đầu là vào đến tứ kết rồi.
Nếu như mà vâng đánh đúng phong độ thì khả năng bán kết sẽ có bán kết 1 của BB với lại Tiểu Thủy Ngư. Nếu như không có sai sót, bán kết 2 là Hồng Anh với lại Xiang Long. Hy vọng là nó sẽ có những cái trận đấu bán kết kiểu như thế. Hy vọng là sẽ có những cái trận thi đấu bán kết nó được so le giữa các thủ Việt Nam gặp các thủ Trung Quốc cho nó hay. Còn nếu mà vâng nó có sự đột biến, ví dụ như Hồng Anh tứ kết sẽ gặp thủ Cam Quýt, vâng nó sẽ có những cái cặp đột biến, ví dụ như Chip Boy sẽ gặp Xiang Long. Nếu mà đột biến thực sự của Chip Boy, mặc dù phong độ của Long đang hơi cao, nhưng nếu mà Chip Boy mà bay, Chip Boy đã vã Tiến Như Vũ nằm xuống rồi. Chip Boy mà bay thì có khi Chip Boy quật được nốt Xiang Long xuống thì thực sự là công đầu là của Chip Boy luôn đấy. Ai vô địch được, Việt Nam vô địch, cứ Việt Nam vô địch thì công đầu là của Chip Boy. Một bài mà Ngư đang câu hai voi nhưng khả năng là sẽ phải bỏ một con thôi. Ok. Ôi thì chết dở, chuyển màn hình nó bị lag anh em ạ. Ô hỏng 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 hỏng. Sorry anh em. Lỗi. Ấn lỗi. Xin lỗi anh em. Một sơ suất nhỏ nhỏ thôi, xin lỗi anh em. Ờ, tôi đã cứ tưởng chuyển rồi, nãy rồi ấn rồi nhưng nó bị trượt anh em ạ. Anh em thông cảm đi. Ờ, anh em thấy có lỗi gì cái là anh em phải báo tôi ngay. Thi thoảng này nó cũng có những tình huống bị chập chờn anh em ạ. Còn Ngư này hôm nay Ngư đánh hay có cái kiểu là vào thời điểm đời 2 thì đồ ăn là khá đẹp để có thể ép lên đời 2. Nhưng mà đời 3 thì Ngư lại dò là không chuẩn lắm. Hay có những tình huống là thiếu đồ để có thể ép lên 3. Ví dụ như bài này đồ ăn ép đời 2 thì khá là ok rồi, nhưng bên ngoài vẫn thiếu một cái gì đấy nữa để có thể ép lên 3 được đẹp. Vâng, bây giờ phải có bãi quả nữa. Cho son Zoman thì phải nói là con Zoman nó hơn hẳn rồi. Vâng, nó là hệ ép đời và nó là hệ chống phù. Còn con vâng cho son thì là hơi khó đánh. Gặp đúng cái hệ Zoman là cái hệ nó hơi bị khắc. Hệ hai chém gặp nhau nhưng mà lại là hệ bị khắc. Thì liệu là Ngư có xử lý được cái bài này để có thể thắng được gió hay không? Lại xấu đồ ăn để có thể ép lên 3. Đây là bài hiếu mấy? Vâng, nhìn này tôi nghĩ là chắc chỉ đâu đó tầm khoảng 4 con. Thế thì hơi yếu. Vâng, chỉ có một kênh quay cho thủ Xiang Long thôi anh em nhé. Một kênh Hồng Anh, một kênh BB, một kênh Tiểu Thủy Ngư và một kênh Xiang Long. Thế là hết rồi. Còn nếu mà có thì anh em vui lòng xem trong đấy có phải kênh lậu không để báo lại cho ban tổ chức để có thể giải quyết. Khi nào đánh cung á? Hôm nay đánh AC buổi chiều rồi, tối nay đánh gian đầm không thôi. Ngày mai sẽ đánh Xiang anh ạ. Đánh hết các cái nội dung solo thì sẽ đánh đến nội dung 22. Đánh hết nội dung 22 sẽ đánh nội dung 44 cuối cùng. Nói chung là anh em hãy theo dõi page Thiên Khôi Esports và cũng như là page AOE247 để có thể cập nhật chi tiết hơn về giải đấu, thông tin của giải đấu cũng như là các cặp đấu và thời gian thi đấu. Vâng, Kiểu Thủy Ngư đang ướm cái bê để tí nữa đóng cái bé ăn vàng. Ô cái gì đây? Vâng, như vậy là tí nữa bé đóng cạnh BM luôn à? Hơi rộng. Cam Quýt thì đánh xong rồi nhé, đang chờ đối thủ tiếp theo. Cam Quýt đánh xong từ ban nãy rồi. Và một tình huống mà có thể nói là Tiểu Thủy Ngư đóng BM, BB và BL nó khá là buồn cười. Và như vậy là BM đóng mặt trên. Cái BS có thể nói là tự, thực sự nó là đang là một cái vị trí đóng BS đẹp. Nhưng mà anh ấy lại cầm tay để bóp giấy. Thôi như thế này cũng ổn. Nó không được quá mắc. Nhưng mà vẫn ăn được đẹp. Vâng, thôi cũng được, không sao cả.
Tí nữa ông đóng BL đấy thì nó còn buồn cười nữa. Lên đời chỉ là như nhau thôi. Cả Long và Ngư thì đều chưa lấy vợ. Thuộc cái lứa các cái game thủ mà cũng có thể nói là tài năng nhất của AVN Trung Quốc. Thời điểm này Trung Quốc cũng không còn game thủ tài năng kế cận nữa. Và ngựa giò 1-2 chọc luôn rồi. Như vậy là đánh giò công đến từ game thủ Tiểu Tử Ngư luôn. Không quay đầu về thủ. Thuộc cái thế hệ 8X đó là vâng 86, 87, 88 cùng với lại các game thủ khác. Thì hiện tại là game thủ Tiểu Tử Ngư và game thủ Xeng Long đều chưa có vợ. Sau lượt thi đấu này thì sẽ là lượt thi đấu vòng loại 1-8 của chính cái nội dung solo random luôn. Khi mà chúng ta biết rằng cam thủ sẽ có những cái tên lọt vào vòng trong rồi thì sẽ bắt đầu là vâng sẽ đánh tiếp. Một bài mà tôi đánh giá là gió cũng không phải là quá đẹp đâu. Gió đánh một bài đánh lờ cao nhưng mà gió vẫn khắc được phù. Và bài ngư thì cũng không có gì chơi nhiều hơn con phù cả. Bên kia sẽ lên bánh xe đánh sọc giấy. Đập hai phù đến từ cái thủ tiểu thủy ngư. Nói chung như Xeng Long thì anh em có thể thấy rồi, đó là ở trong cái cộng đồng đế chế thì Xeng Long thực sự rất nhiều người hâm mộ, kể cả Trung Quốc cũng thế. Nhưng mà vâng, cái cộng đồng tình yêu nó lại khác. Long nó cũng thực sự là thuộc cái top là đang hơi khó lấy vợ như Trung Quốc. Mất con giò, mất con giò. Và chắc chắn là mất rồi. Đối phương đang đánh phù, sau đó họ sẽ đưa về thế sóc sọc giấy ra để kin phù của mình. Thế là họ sẽ tự khỏe. Và mình sẽ đưa về cái thế là bị khắc quân và yếu dần chăng. Nếu mà đánh chuẩn bài thì nó là như thế. Và một tình huống phù đi phù lại con chém. Thôi gõ một, không có cửa gì cả. Nó đánh chuẩn bài thì ngư khoai quá. Và cho son Zoman lên đời ngang nhau. Mà con Zoman nó đánh quá khắc luôn về cái thế đánh chém. Thì thực sự con Zoman nó khắc hẳn. Đánh chuẩn thôi thì ngư đã không có cửa rồi. Tỷ số là 1-2 dành cho gió. Cần phải có những tơn mà quân nó phải đẹp hơn thì ngư mới có thể thi đấu được. Chứ quân mà cứ như thế này thì đắp chiếu, dễ dàng đắp chiếu lắm. Không, lên đời 3 thì muộn hơn một chút, lên đời 2 thì mới bằng nhau. Sao lại mấy kênh kia không xem được là sao? Anh em nhầm đấy chứ, anh em vào vẫn xem bình thường anh em nhé. Cả 4 kênh đều đang chạy anh em nhé. Long Bi anh em có thể vào YouTube của Thiên Khôi Esports và YouTube Thiên Khôi AOE, xin nhắc lại một lần nữa. Ồ, từ nãy giờ tôi vâng báo anh em như thế mà anh em vẫn hỏi Long khi nào đánh thì tôi chịu luôn anh em rồi, chết dở. Xin nhắc lại một lần nữa, này game thủ của anh đang đánh và game thủ Tiểu Ngư đánh trên kênh Thiên Khôi Esports và Thiên Khôi AOE trên Facebook. Còn game thủ Xen Long và game thủ BB đánh ở hai kênh YouTube cũng là Thiên Khôi Esports và Thiên Khôi AOE luôn. Ở trên YouTube anh em có thể ấn vào cái link ghim ở bên dưới. Anh em có thể nhìn vào cái phần mà đã ghim bình luận đấy. Các kênh thi đấu và anh em copy thẳng link vào đó, sau đó là anh em dán vào để anh em có thể xem được các game thủ mà anh em yêu thích anh em nhé. Xin nhắc lại một lần nữa. Đã quay quân đâu mà xem, chắc chêu. Bây giờ mới quay thôi. Áo trắng có phải Lôi Lão Hổ không? Chuẩn rồi. Quay quân chưa nhở? Ok. Lôi Lão Hổ đánh với công 9x cả. Vậy là chúng ta hãy cùng chờ một tí nữa xem là vòng quay quân như thế nào. Yes. Mới biết được quân của ngư và gió. Oh yeah.
Ờ, Sàng Long đánh gì trông tập trung thế nhở? Cập nhật kết quả thì báo với anh em là 4 cặp thi đấu đầu tiên, 8 cặp thi đấu đầu tiên thì chả có game thủ Trung Quốc nào vào vòng trong cả, và toàn Việt Nam vào hết thôi. Không có một game thủ Trung Quốc nào vào vòng trong của nội dung random ở thời điểm hiện tại. Tất cả các cặp thi đấu thì game thủ Trung Quốc đều đã bị loại. Và tiếp tục 8 cặp tiếp theo thì chờ xem là có ai đó của Trung Quốc có thể vào được hay không thôi. Bảng 1, number 1, 3, không phải Sang rồi, hit 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 hit, 6 là Baby, vâng, Tiểu Chính Ngư hit, gió Baby. Oh yeah, gold please. Ở trận này thì quân của ông chủ Tiểu Chính Ngư là đẹp hơn. Cùng hệ nhưng mà lại ở đẳng cấp cao hơn đến từ Hitty rồi. Và một bài Hitty của thủ tiểu chỉ ngư hy vọng là không phải vào cái bài map la mà hit nghiệt giống như kiểu là anh em mình hay đánh gian đầm ở trên mạng đấy. Nếu mà game thủ ông anh với game thủ Tí thì đều thắng thì kết quả thì chưa ngã ngũ anh em nhá. Nếu như mà cả hai đều thắng thì Tí và ông anh sẽ gặp nhau ở trong cái vòng loại trực tiếp tiếp theo. Đó là vòng 18. Vâng, ngư chắc thế à rồi, còn xem lại xem là quân có chuẩn không nữa. Máy BB anh em có thể vào Thiên Khôi AOE ở bên dưới nhá, link bên dưới. Anh em có thể nhìn ở cái phần link ghim ấy, anh em có thể nhìn thấy tất cả link của cả 4 kênh. Thực ra anh em cứ lấy các kênh rồi anh em copy paste vào là xong thôi, là nó sẽ ra. Và khi anh em vào xem thì nhớ là follow, để lại một follow để lần sau các trận đấu tiếp theo của các cái vòng trong nó càng vào sâu thì anh em có thể xem nó càng thuận hơn, tiện hơn, đỡ phải hỏi. Không có game thủ mình yêu thích đang đánh được một lúc rồi anh em mới lại biết để vào xem thì nó mất đi một vài trận. Vâng, chưa có gì đưa về nhà. Bảy Hiêu có vẻ là hơi ngại đá dành cho cái thủ tiêu Thủy Ngư. Loạn quạng lại vớ ngay phải cái con hit nghiệt truyền thống của map la thì đúng thực sự là nghiệt dành cho anh quá. Ngoài Bảy Hiêu rách ra thì chưa có một cái gì cả đâu nhá, rất khó thở. Sao lại mấy kênh YouTube không phát trực tiếp? Có nhá, có. Vẫn đang trực tiếp bình thường mà anh em. GV với G Moon đang bình luận ở trên YouTube, còn tôi và Tuân Thiên Hải bình luận trên hai kênh Facebook. Long đánh với Yugi. Có chứ, Sang Long đang đánh rồi anh em nhá. Vâng, tôi thông báo rất là nhiều dành cho anh em rồi, nên là anh em có thể tập trung hơn vào cái phần là ghim link ở bên dưới đấy của các kênh thi đấu đang quay phát. Anh em có thể ấn vào để có thể xem đường link để bên phía bên dưới của cái phần là ghim comment. Anh em chú ý giúp tôi với. Và mỗi kênh chịu trách nhiệm quay máy của một màn hình game thủ, đấy là quy định của ban tổ chức rồi anh em, không thể chuyển kênh linh tinh được, nói chung là không thể chuyển được, nên là anh em thông cảm để có thể vâng vào đúng kênh để xem giúp tôi. Một bài hit là tôi đối nghiệt dành cho game thủ Tiểu Thủy Ngư, sẽ rất khó dành cho Ngư để có thể thắng được cái bài hit này. Thực sự đồ ăn nó là cực kỳ xấu. Độc hai Bảy Hiêu, Bảy Hiêu đầu thì chỉ có mấy con thế này thì đi đấu cái gì, Bảy Hiêu thai được 7 con chăng.
Vâng, bầy heo đầu hình như chỉ là 4 con, 4 hay 5 con gì đấy, vẫn chưa đủ đồ. Ăn uống như thế này thì tành toàng quá. Lấy cái gì mà thi đấu? Lấy gì ra để có thể thi đấu trận này đây? Rồi, Trang Long đánh săn đùm thì cũng bình thường anh em ạ. Tôi đánh giá là cũng không nhỉnh hơn các thủ Việt Nam được đâu. Cũng giờ thì thực sự là Long khỏe hơn, chứ còn gian đầm thì Long cũng không nhỉnh hơn được. Thêm 4 con tượng nữa, đóng cái hết mà ăn cho lịch sự. Kịch 9-16. Vâng, anh tôi 9-16 cho một cái bài vào Hitty 25 dân. Kích trôi thực sự, bây giờ thì thủ tiểu ngư sẽ còn trôi hơn nữa khi mà sẽ phải vơ dân ra để ăn 4 con voi này. Chứ mà dân không, đi đâu đấy, đi dâng đến từ gió. Thôi xong rồi, gặp ngay cái thằng nó lên sớm hơn, nó lại còn dâng thẳng vào cửa nhà thế này nữa. Bài ít tì siêu rách thì cho tiểu ngư. Hay là do ngư gặp tôi nên nó đen nhỉ? Thực sự, có khi là do gặp tôi nên nó đen đấy không? Không chuyển máy được anh em nhé. Anh em thông cảm cho tôi, cái này anh em cần phải hiểu. Đây là cái sự sắp xếp quay phát của ban tổ chức để có thể quay được nhiều nhất các game thủ thi đấu. Mỗi người có thể quay được một kênh, nên là cái việc yêu cầu chuyển máy là điều không thể làm. BB hình như là vừa thắng sát nút thì phải. Có cái tình huống của bên kia hình như là đối phương cầm xét hay sao. Thế bảo là có tơn gáy. Vâng, gặp ngay nhà quân của đóng ngay nhà quân gần với lại nhà bãi quả của game thủ màu 2. Nhưng mà kích hơi trôi, bài này kích 12 chắc luôn. Quan trọng là 12 bao nhiêu thôi, chứ còn bài này lên đời thực sự là gần như là không thi đấu. Lên đời xong lực cũng không khỏe lắm. Chém bài này thì thực sự là chả chém được ai, mà cung thì là cung lên muộn. Vâng, đối phương nó thấy lên đời muộn, nó đánh cái kiểu ôm luôn vào nhà của Hitty thì sẽ rất khó. Và con giò nó sẽ đi tìm cơ sở ăn hoang, và nó sẽ một lầu ra nó ôm thẳng luôn bãi gỗ nữa. Bãi ăn hoang nằm xuống thì lực của ngư sẽ là yếu ngay. Đánh khéo một chút đến từ gió, trận này ngư sẽ không có cửa. Map khoai thì cho ngư trận này. Vâng, tiếp tục đóng thêm BA, cũng sóc tê thủ nhỉ. Nâng giáp cho con cùng giờ rồi. Làm con Lê Văn Tê ra và thủ thời điểm đầu thôi. Hoặc là đi bắn đối phương cho nó mất tay để cho nó phải thủ, hoặc là mất cơ sở làm ăn chẳng hạn. Cũng được. Vâng, thêm một cái BA nữa. Liệu rằng có đủ 4A không? Đây rồi, tê rồi, bắt đầu ra công bãi quả của em thủ gió. Vâng, lạc đà đối phương đã đến. Cần phải giải quyết sớm được con giò đi, chứ còn nó còn con giò thì mệt lắm anh ạ. Nó còn con giò thì cực mệt luôn. Vâng, nằm 3 dân đến từ Baby. Nhưng bây giờ thì game thủ tiểu tử ngư đang bị chăn hết khu vực nông dân ăn voi của mình. Làm gì đấy? Vâng, như vậy là sư tử nó còn bồi thêm cho 2 tiếng vào đầu nữa. Vâng, lại là một pha lạc đà của gió đã đến. Vâng, loay quanh ông gió này chết 4 dân, 5 dân rồi đấy nhá. Nhưng mà nó léo ác quá, không bánh xe, lên muộn quá, trận này thực sự lên muộn. Ông gió chẳng chết tầm khoảng là 4-5 dân. Chưa thấy thêm lạc đà con thủ gió xuống, bắt đầu là có ngựa chép rồi. Vâng, cung giờ đã bắn luôn được vào bãi gỗ. Đấy, nó đánh cái kiểu là nó sẽ ôm vào cái cơ sở làm ăn của mình khi mà nó có ngựa giò sớm. 16 phút 18, vâng, mới chỉ có tê để cho tiểu thì cư. Một trận đấu khá là đen. Hải Hương thế à, giỏi ông gió này. Đỏ thực sự. 16 phút 49 thì ngư mới đỏ cho tôi giờ đầu. Loạn quạng gió chết gần chục dân đấy nhá. Tham ngư còn có 16 thôi. Liệu rằng bạc sâu cầu hồi được không? Tham còn có 16. Phải tụ được cung vào cơ, tụ được cung vào là cực khéo cơ. Chứ còn nếu mà không tụ được cung vào thì hơi khó thì cho IT. Thôi xong rồi, như vậy là mất luôn bãi gỗ nữa đến từ cái thủ tiểu thì ngư. Xong rồi, thôi. Nói chung là không có cửa, trận này map này thì thực sự là không có cửa để cho ngư có thể làm được một cái gì đấy bất ngờ. Map này là một map chết dành cho tiểu thì ngư, và tỷ số là 3-1 dành cho game thủ gió.
Bài này khó quá, bài này khó dành cho Ngư quá. Anh em có thể thả tim giúp tôi một tơn nữa được không ạ? Có thể vâng thả tim giúp tôi được không ạ? Lỗi bái quả. Nói chung là lỗi quả đấy là lỗi quả chết người. Nói chung là Ngư gặp tôi cảm giác có bao giờ cần ăn quả đâu anh em. Từ ngày xưa rồi. Ngư gặp tôi thì chẳng mấy khi cần ăn quả. Vâng, quân là gì đây? 5-3. Cho Son đó. Ôi cho Son Kata thôi được. Thôi được. Cầm 3 trận cho Son rồi. Dư Mai chả thấy bao giờ thích khép mồm gì. Vâng, cho Son và Kata. Thực sự quân nó là vé lèo. Quân đẹp thì bài không lên đời. Quân đẹp thì bài không lên đời. Còn lại thì toàn có cho Son thôi. Trận này thì được. Nói chung là cho Son Kata thì cũng cươn nhau thôi. Vâng, lợi thế hơn của con Kata một chút đó là con lạc đà đi chém. Còn con cho Son thì lợi phù hơn. Nói chung là về cơ bản quân này đánh như thế này, về thế solo thì gọi là cân rồi, tùy bài. Cũng chỉ đưa về thế vâng đánh phù hoặc là thế đánh cung A một áo. Tôi nghĩ là sẽ đưa về thế là công phù đập dân thì sẽ là hợp lý hơn. Vâng, thích xem Xiang Long anh em có thể chuyển sang kênh Thiên Khôi YouTube anh em nhé. Ở dưới link comment anh em chú ý giúp tôi một lần nữa. Chú ý giúp tôi một lần nữa là ở dưới comment có tất cả các link của các kênh đang quay phát. Thực ra bảo họ không biết đánh phù cũng không đúng. Họ biết đánh phù nhưng mà họ không quá nhanh. Họ không quá nhanh mà thôi. Đánh phù nó phải biết kết hợp vào cái việc đó là vâng, ngoài cái việc là cơ bản như nâng đầu vàng hoặc là vâng, cái kiểu là công phù nó phải vào đúng thời điểm và cơ bản là phải có tay. Mà các thủ Trung Quốc thì đa phần là các anh già đánh cung giờ nó theo một cái bộ số tự động theo giống như kiểu là máy rồi chuyển sang gian đầm thì nó cũng đang hơi không được mắc lắm. Nó vẫn có những cái lỗi nhỏ. Chứ họ ép cung giờ thì thực sự là họ không lỗi về cái việc sóc cung cũng như là ép đời đâu. Nhưng mà gian đầm thì có khả năng là có. Vâng, Kata với cho Son tôi khẳng định là đánh giá là cân thôi anh ạ. Chứ nếu mà bảo vâng gọi là bố thì hơi quá. Đưa về cái thế đánh chuẩn gian đầm Việt Nam thì nó đập phù và công kiểu là công dân đập phù thì nó đánh giá cũng chỉ cân thôi. Anh em cứ nghĩ là con phù nhưng mà đôi khi nó là đỏ đen. Chơi phù nó là đỏ đen anh em ạ. Con cho Son nó chỉ hơn tí ti thôi. Nhưng mà trong một vài khoảnh khắc mà nó đen thì vẫn nằm là cái chuyện bình thường khi mà đối đầu với con Kata. Vâng, nhả gỗ vào để đóng cái BE nào. Ngư có để ý không nhỉ? Vâng, như vậy là không biết là có kịp không? Khả năng là vẫn kịp. Vâng, đang hơi dối trong những cái tình huống cầu voi và kết hợp đóng e. Dắt hai voi hay thế nhở? Vâng, dắt hai voi khá là mượt mà đấy. Trận này mà thua thì khả năng là anh em ta lại ngồi mút tay như mút chỉ. Bởi vì là sẽ lại phải chờ, như vậy là đủ đồ rồi. Bảy hiêu ăn cạnh bãi vàng, còn bãi quả này thì Ngư sẽ cơ cấu BG ăn luôn. Trận này mà Ngư mà thua thì anh em sẽ lại phải ngồi chờ như kiểu là mút tay. Và anh em có thể chuyển qua các kênh khác để xem tạm. Sau đó là vâng, lượt sau thì chúng ta sẽ biết là quay ai. Khi mà các kết quả là đã được cập nhật. Đủ đồ rồi.
Vâng. Vâng, hiện tại vẫn đang là hơi ít like anh em ạ. Tôi mới đang cảm thấy là mới có chỉ có 370 lượt like và 5 lượt chia sẻ. Anh em nào chưa thả tim vui lòng thả tim hơn nữa hộ cho tôi được không ạ? Anh em nào có tay có thể thả tim hộ tôi cái. Và nếu như ai có tay và thực sự là ủng hộ giải đấu thì hãy vâng xếp like giúp tôi. Sare cho một tên anh em ơi. Đã hơi ít tương tác trên fanpage Thiên Khôi AOE. Đấy, anh em thả tim thả like rất nhiệt tình. Cảm ơn anh em. Có đánh bắp biển không? Không anh nhá. Bắp biển là một nội dung không được đưa vào thi đấu. Vâng, anh cứ đi anh hỏi tất cả các game thủ này, nếu như game thủ nào nói rằng cái thế mà Cho Son với lại vâng Kata mà solo mà không được đánh giá là cân mà bảo là vẫn có Cho Son ăn chặt thì anh bảo game thủ nào, anh cứ đến anh bảo để em khẳng định với anh không thằng nào dám nhận. Đấy là anh em nhìn nhận nó thế thôi, còn những người mà xem nhiều người ta sẽ tự hiểu là vì sao nó lại là cân anh ạ. Cái kèo solo hai con này solo với nhau mà thực sự em không thể tìm ra được con nào mà cân con Cho Son hơn được con Kata, ngoài cái việc là cầm hai con Cho Son. Anh em tự khắc anh em xem nhiều anh em sẽ hiểu. Vâng, em chim sẻ không tham gia anh ơi, có mời nhưng mà không tham gia. Nhạy cảm cái vấn đề đấy em không dám đề cập đến. Có 7 nội dung tất cả. Vâng, trong cái thế solo em đố anh tìm được con nào mà nó cân hơn con Cho Son với con Kata đấy. Trong hai con đấy khi mà một bên cầm con Cho Son. Nói chung là anh em xem nhiều anh em sẽ hiểu ngay vì sao nó cân. Nói chung là anh em xem nhiều và nhìn cái thế đánh của các thủ Việt Nam đánh cái kiểu ôm bom cái thứ rồi nó không cho nhau cơ hội để mà tận dụng cái việc đó là phù phèo các kiểu là đỏ thì nó khó lắm. Bây giờ đế chế bây giờ nó rát rồi, nó cũng không kiểu và một tay mà đứng nhà ăn sẵn thì nó khó. Đánh thẳng cung A luôn đến từ bài thủ Tiểu Thị Ngư. Vâng, con giò đến rồi. Như vậy là con giò công giáp dành cho game thủ màu 2. Vâng, một pha với game thủ Tiểu Thị Ngư đang bắt đầu đấu 2 dân. Đánh thế này thì lỗi rồi. Có được chặt gỗ không nhỉ? Vâng. Ồ, đánh thế này thì bài chắc chắn game thủ Tiểu Thị Ngư lỗi đấy. Đánh như thế này thì Tiểu Thị Ngư chắc phải xoay phỏm ra mà đánh nhiều phù thôi. Chứ cơ cấu đánh thẳng bài cung A như thế này là hơi yếu. Vâng, đánh qua phải chủ động cơ cấu hơn một chút và phải đánh cái kiểu là nâng chặt gỗ lên để ôm gỗ thì đánh được. Có lẽ là Ngư đang muốn là kiểu là một p đều và sau đó là chuyển thẳng cung A luôn. Thời điểm này nó vác lạc đà với vác dân vào quẩy phù lạc đà và chém dân thì lấy cái gì ra để mà chống nữa nhỉ. Vâng, thực sự nếu như gió bản lĩnh hơn một chút, thời điểm này gió mang cả dân lên vào vụt phù sau đó lạc đà lao vào chém cung A một đáo là xong rồi. Khi mà thủ Tiểu Thị Ngư chưa có cung A một đáo, gió có chơi cái bài đấy không, nếu gặp thằng Hồng Anh chắc chắn ăn quả như thế luôn. Nếu như đây là một tình huống mà gặp ví dụ như các thủ như BB hay Hồng Anh thì sẽ có một tình huống đẩy số ngay. Có 2A thôi, lực có khỏe đến từ cái thủ Tiểu Thị Ngư đâu, không quá khỏe về cung. Vâng, bây giờ mới bắt đầu cơ cấu được cái BA thứ 3 thì câu chuyện vâng dần dần có thể là nó sẽ khác. Lực thì khỏe đấy nhưng mà tình huống vừa rồi là sóc 2A hơi mạo hiểm. Bây giờ thì tụ đâu đó được tầm khoảng 6 con cung Nga rồi thì cái cửa dân vào để có thể vụt là nó đang bắt đầu thấp dần. Bên kia tôi nghĩ là cũng sẽ có những tình huống xoay bài thôi. Đưa về thế solo cung Nga cũng được. Đánh nó về lâu về dài anh em có cái để xem. Tham cận chặt đấy, thời điểm đầu gió thì hơi vòng lên một tí thôi nhưng bây giờ tham cung nở ra, Ngư đang bắt đầu dắt phù đi. Vâng, đi cung đang hơi lẻ nhá.
gặp một tên ba lạc đà nó chém thì sẽ mất đâu đó tầm khoảng 2-3 con Uga dọc đường là chuyện bình thường đấy. Đấy. Vâng, bắt đầu dí vào nhà cầu thủ đối phương. Cái gì đấy? Vâng, như vậy là con lạc đà đã nằm xuống luôn rồi và cung gà đã bắt đầu được dí lên cùng với lại hai con phủ. Dân ăn gỗ đứng chơi kìa, mid air liên tội. Tham 4-5. Bên trong cũng đã bắt đầu có phủ và như vậy tiểu tỉnh ngư đang đánh một bài dâng A luôn. Vâng, khá là hay. Vâng, bên kia chơi quẩy không ạ? Bên kia đang có một bài đánh quẩy. Thời điểm đầu trận này vâng đánh giá ngư đánh là hơi bị lỗi một chút xíu đấy, chứ còn lúc đầu là ngư cơ cấu thực sự là vâng hơi bị yếu quân một chút do là gỗ yếu. Nhưng về sau chúng ta cùng chờ xem là ngư có lật ngược được một tình huống mà tử thủ đang về công và có lật ngược được luôn về cái thế là công thắng hẳn luôn không. Tôi nhìn thấy bóng dáng của những con quẩy đến từ bài của thủ màu 2 thiên khôi gió rồi. Bước đá chân lực này. Vâng, như vậy là quẩy đang ra quẩy với cung A. Dâng 2A thế này thì chưa ăn thua đâu anh ơi. Vâng, dâng 2A thế này chưa ăn thua. Gom thêm cung A ở nhà lên không. Có để ý quân không nhỉ? Vâng, anh ơi có để ý quân không nhỉ? Như vậy là thêm phù. Ui ơi, phù gặp quẩy thì anh đánh thêm phù thì khoai quá. Không. May quá, vâng như vậy là cầu thủ tiểu thì ngư đã đen cại cái nhà phù đi. Thực sự vâng nó đánh quẩy rồi anh lại còn đánh phù nữa thì khoai quá. Bây giờ thì gió đang phải giật về phía bên trong để có thể vào chờ thêm những con quẩy mang lên. Ngư cần phải tụ cung A vào, như vậy là vâng cung A đang kẹp với chém. Ô tham là phía đối phương vẫn đang vòng lên. Đang có ý đồ là kẹp thêm chém dành cho cầu thủ tiểu thì ngư. Ôi, quẩy đông quẩy nhanh đấy nhá, cung A không thơm đâu. Cung A không thơm đâu đấy. Cần phải có tên tụ cung vào và bây giờ vâng ngừng đi, đừng sóc phù nữa. Phù cung A thì còn được, chứ phù quẩy thì hơi hơi nhừ. Vâng, một pha dàn quẩy ra đến từ các cầu thủ, đến từ cầu thủ màu 2 trên khu gió. Quẩy nhanh lắm đấy, cung A nằm đấy nhá, không điều nằm đấy kìa. Ô, đang điều quân, vâng, tình huống điều quân nhưng cầu thủ tiểu thủ không để ý. Bây giờ có cả phù cả chém lao lên. Số lượng quẩy và số lượng cung A tôi nghĩ là ngang phớ nhau ở tên này. Nhưng cung A tôi nghĩ sẽ nằm nhiều hơn. Vâng, quẩy nó nhanh hơn. Thôi xong rồi, gãy. Có lẽ là hết cuốc dành cho anh tiểu thủy ngư. Như vậy tỷ số là 1-4 và cầu thủ tiểu thủy ngư chính thức bị loại ở nội dung solo random trước cầu thủ thiên khôi gió. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi để vâng chờ xem là các cặp thi đấu còn lại thì cặp nào sẽ vào vòng trong và là game thủ nào sẽ vào vòng trong để tiếp tục chia cặp ra để có thể đánh tiếp. Chứ còn bây giờ tầm này thì ngư không có cơ hội nữa rồi, ngư đã chính thức là nằm xuống. Anh em vui lòng chờ ít phút thì tôi có thể đi cập nhật kết quả để về thông báo lại cho tất cả anh em.